Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát dạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Kinh văn: Ngã kim quán thử, giác tánh tự nhiên, phi sanh phi diệt, diễn ly nhất thiết, hư vọng điên đảo, tự phi nhân duyên, giữ bỉ tự nhiên, dân hà khai thị, bất nhập quần tà, hoạch chân thật tâm, diệu giác minh tánh. Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác vốn tự nhiên, không sinh không diệt, xa lìa mọi hư vọng điên đảo này, dường như chẳng phải nhân duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến, đạt được tâm tánh chân thật, giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Giảng: Này con quán sát kỹ, thấy tánh giác này vốn tự nhiên. Con quán sát kỹ lưỡng tánh giác mà Thế Tôn nói như thể là tự nhiên ấy. Nó không sinh, không diệt, có phải đó là tự nhiên chăng? Nó xa lìa mọi hư vọng điên đảo, nó xa rời hẳn mọi hiện tượng điên đảo và tâm điên đảo, dường như chẳng phải nhân duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Đó như thể chẳng phải là nhân duyên và cũng khác với tự nhiên, vậy thì nó lại có vẻ giống nhau. Đây là ý nghĩa của dường như giống, dường như khác. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con khỏi tin vào tà kiến kia. Tà kiến là chỉ cho hàng ngoại đạo. Đạt được tâm tánh chân thật, giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, làm sao để con nhận ra chân tâm của mình? Nguyện xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho con. Kinh văn: Phật cáo A Nan, ngã kim như thị, khai thị phương tiện, chân thật cáo nhữ, nhữ du dị ngộ hoặc di tự nhiên. Đức Phật bảo A Nan: Nay Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. Giảng: Đức Phật không nóng giận, nhưng có lẽ Đức Phật phải cau mày khi Ngài nói điều này, vì người đệ tử nhỏ của Ngài quá mê muội. Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông. Như Lai đã giảng giải điều này và các khía cạnh khác của nó. Như Lai đã giảng giải đến 7 hoặc 8 lần rồi. Nay là lần thứ 9 trong 10 lần chỉ bài tánh thế mà ông vẫn chưa hiểu. Sao ông lại như vậy? Phương tiện có nghĩa là những pháp môn quyền xảo, không phải là thật pháp. Đó là những trường hợp quán sát căn cơ chúng sinh và vận dụng giáo pháp thích hợp để dạy cho họ. Đức Phật tìm xem nên dùng giáo lý nào để dạy cho A Nan. Rồi Ngài dùng pháp môn phương tiện quyền xảo khéo léo vi diệu, chẳng hạn như dùng vô số ví dụ khác nhau và nhiều cách để chỉ bài tánh thế như Ngài đã dùng và như cách Ngài gạn hỏi A Nan về tâm, mà ông còn chưa ngộ. Đức Phật rất hết lòng với A Nan khi Ngài nói như vậy. Rốt ráo những gì Như Lai đã nói với ông, toàn bộ những giáo lý Như Lai đã giảng giải mà ông vẫn không chịu lắng nghe, và ông vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Thay vì vậy, ông vẫn lầm cho là tự nhiên. Ông vẫn so sánh giáo lý mà Như Lai giảng giải cho ông với thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Ông thật là sai lầm. Sao ông đần độn như vậy? Sao ông so sánh như vậy? Nó chẳng giống nhau chút nào cả. Kinh văn:
A Nan nhược tất tự nhiên, tự tu chân minh hữu tự nhiên thể. A Nan, nếu chắc là tự nhiên thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên chăng? Giảng. A Nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông. Nếu chắc là tự nhiên, nếu ông nhất định cho rằng giáo lý mà Như Lai giảng giải giống như thuyết tự nhiên của ngoài đạo, thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên chăng? Nay chúng ta sẽ khảo sát thuyết thuật ngữ này và làm cho nó sáng tỏ và rạch rõ ra. Chẳng hạn, họ nói rằng tự nhiên ấy có thể tính. Thế thì, ai tạo ra sông? Sông tự nhiên mà có, vậy sông vốn đã có sẵn đó rồi. Ai tạo ra biển? Họ nói rằng biển tự nhiên mà có. Vậy biển vốn đã có sẵn đó rồi. Thế thì biển là bản tính của tự nhiên. Vậy là nó vẫn có một thể tính. Họ nói rằng, ai đắp thành núi? Chẳng có ai đắp thành núi cả. Vậy là núi tự nhiên có. Vậy là vốn có một thể tính của núi. Thể tính của núi là thể tính tự nhiên. Vậy nay đâu là thể tính của Phật Pháp? Nói mau. Kinh văn. Nhữ thả quán thử, diệu minh kiến trung, dĩ hạ di tự. Tử kiến di phục, dĩ minh di tự, dĩ ám di tự. Dĩ không di tự, dĩ tắc di tự. Ông hãy quán sát trong tánh thế sáng suốt nhiệm màu này, lấy gì làm tự thể? Tánh thế này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể? Lấy không làm tự thể hay lấy ngăn bích làm tự thể? Giảng. Ông vẫn chưa hiểu được nên Như Lai sẽ giải thích rõ hơn cho ông. Hãy lắng nghe. Đức Phật trình bày lập luận khác để chỉ bày cho A Nan thấy rằng đó là sự sai khác trong mọi cái thấy thông thường. Ông hãy quán sát trong tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này, lấy gì làm tự thể? Hãy dùng tâm của ông quán sát một lần nữa. Có tự thể trong tánh thấy giác ngộ sáng suốt nhiệm màu không? Bản thể tánh thấy của ông là gì? Ông bảo tánh thấy là tự nhiên. Nếu tánh thấy là tự nhiên, thì nó ắt phải có thể tính. Thế bản thể của tánh thế là gì? Nói nhanh. Tánh thế này lấy sáng làm tự thể. Có phải tánh thế nhận sáng làm tự thể hay không? Hay lấy tối làm tự thể? Có phải cái tối tạo nên tự thể của tánh thế hay không? Lấy không làm tự thể. Có phải tánh thế nhận không làm tự thể hay chăng? Hay lấy ngăn bích làm tự thể? Có phải sắc chất tạo nên tự thể của tánh thế hay không? Nói nhanh. Bây giờ Đức Phật gạn hỏi A Nan. A Nan mới chịu quay trở lại. Nhưng trước khi A Nan trả lời, Đức Phật lại đưa ra ngay lời phản bác của chính ngài. Kinh văn. A Nan, nhược minh di tự, ưng bất kiến ám. Nhược phục dĩ không, di tự thể giả, ưng bất kiến tắc. Như thị nại chí, chư ám đẳng tướng, dĩ di tự giả. Tắc ư minh thời, kiến tánh đoạn diệt, dân hạ kiến minh. A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ khi tối đến chẳng thấy tối. Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bích. Như thế cho đến lấy các tướng tối làm tự thể, thì khi sáng, tánh thế phải diệt mất, làm sao thấy được sáng? Giảng. Đức Phật giảng giải cho A Nan sâu hơn một chút. A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ khi tối đến chẳng thấy tối. Nếu ông lấy sáng làm thể tính của tự nhiên, và nếu ông cho rằng tánh thế cũng là tự nhiên, thì khi tối đến, lẽ ra ánh sáng phải tắt đi và biến mất hẳn, nghĩa là ánh sáng không xuất hiện nữa. Vậy nên ông không còn thấy tối nữa. Lại nữa, ông nói rằng sáng là tự thể,
Thế tại sao lại thấy được khi tôi đến? Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bích. Ngăn bích có nghĩa là nơi mà không nhìn xuyên qua được. Nếu ông lấy không làm tự thể của tánh thế, thì tánh thế của ông phải biến mất khi ông đối diện với vật ngăn bích. Nếu chẳng có rỗng không, thì tự thể ấy không còn. Như thế, cho đến lấy các tướng tối làm tự thể, thì khi sáng, tánh thế phải diệt mất, làm sao thấy được sáng? Đạo lý này chặt chẽ trong mọi trường hợp. Tánh thế lẽ ra bị diệt mất khi sáng đến. Cho nên nói rằng, tối là tự thể cũng là sai lầm. Kinh văn: A Nan ngôn, tất tử diệu kiến tánh phi tự nhiên, ngã kim phát minh thị nhân duyên sinh, tâm du vị minh tư tuân Như Lai, thị nghĩa dân hà hợp nhân duyên tánh. A Nan thưa: Tánh thấy nhiệm màu này chắc chẳng phải tự nhiên. Nay con phát minh là do nhân duyên sinh, nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. Xin hỏi Đức Như Lai, nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên? Giảng: Trước đây A Nan đã nói rằng tánh thế chẳng phải là nhân duyên. Nay A Nan nói rằng đó là nhân duyên. A Nan cũng thay đổi bất thường. A Nan thưa: Tánh thế nhiệm màu này chắc chẳng phải tự nhiên. Chắc hẳn như vậy. Như Thế Tôn nói, tánh thế vi diệu nhiệm màu, thấy được mọi vật chẳng phải là tự nhiên, vì nó không có thể tính. Nay con phát minh là do nhân duyên sinh. Bây giờ A Nan không nói tự mình xem xét nữa, mà nói là do tự mình phát minh. Nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. Con nghĩ rằng tánh thế do tự nhân duyên sinh, nhưng rồi lại thấy dường như nó không tương ưng với đạo lý này. Như thể chẳng hề có cái như vậy. Đó là những gì con suy nghĩ, nhưng tâm con hoàn toàn không rõ ràng về chuyện ấy. Quý vị nghĩ thế nào về A Nan? A Nan vẫn chưa hiểu, nhưng A Nan vẫn cố bám vào ý riêng của mình. Nay A Nan đang cố bám vào chiếc mũ nhân duyên. Xin hỏi Đức Như Lai, nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên? Bạch Thế Tôn, giáo lý này nên được giải thích như thế nào? Làm sao để nó tương ưng với tánh nhân duyên? Nguyện xin Thế Tôn giảng giải cho con. Bây giờ không phải Đức Phật là người nói tánh thế là do nhân duyên sinh, mà chính A Nan là người nói điều ấy. Và chính A Nan vẫn chưa hiểu được. A Nan mong Đức Phật giảng giải điều ấy. Cơ bản là những gì A Nan nói đều thiếu đạo lý. A Nan không hiểu được giáo lý. Ban đầu A Nan nói tánh thế là tự nhiên, rồi nay nói tánh thế là tự nhiên sinh. Nói thế là do vì A Nan không hiểu được giáo lý ra sao. A Nan đang mong có ai giảng rõ điều ấy. Gặp người như A Nan thật dễ nhức đầu. Kinh văn: Phật ngôn nhữ ngôn nhân duyên ngô phục vấn nhữ, nhữ kim nhân kiến kiến tánh hiện tiền, tử kiến di phục nhân minh hữu kiến nhân ám hữu kiến, nhân không hữu kiến nhân tắc hữu kiến. Đức Phật bảo: Ông nói nhân duyên, Như Lai lại hỏi ông. Nay ông nhân thế, tánh thế hiện tiền. Vậy cái thế này nhân nơi sáng mà có thế, hay nhân nơi tối mà có thế? Nhân nơi hư không mà có thế, hay nhân nơi ngăn bích mà có thế? Giảng: Đức Phật bảo, ông nói nhân duyên. Ông mong Như Lai giải thích cho ông biết làm sao để nó khế hợp với tánh nhân duyên. Nhưng chính ông là người nói rằng tánh thế là nhân duyên sinh. Được rồi, Như Lai sẽ giảng giải về nhân duyên cho ông rõ. Nhưng trước hết, Như Lai muốn hỏi ông một số vấn đề. Như Lai lại hỏi ông, nay ông nhân thế, tánh thế hiện tiền.
tánh thế đang hiện hữu trước mắt ông. Vậy cái thế này nhân nơi sáng mà có thế, hay nhân nơi tối mà có thế? Nhân nơi hư không mà có thế, hay nhân nơi ngăn bích mà có thế? Cuối cùng, làm thế nào mà tánh thế của ông hiện hữu? Đức Phật thực sự là đấng đại từ, đại bi. Ngài thách thức với những ai vẫn giữ cái đầu đặt cứng, cứ nói lui nói tới rồi nói vòng vo, và với lòng từ bi vô cùng tận, Ngài vẫn giảng giải cho A Nan. Có lẽ trong trường hợp này, Đức Phật đã quá nuông chiều A Nan. A Nan là em họ thân yêu của Đức Phật. A Nan có thói quen được nói và làm những gì mình thích. A Nan giống như những đệ tử của tôi hiện nay, không biết sợ sư phụ của mình. Họ dám nói mọi điều, ngay cả trước mặt sư phụ mình. Khi tôi còn ở Hồng Kông, đệ tử tôi không dám mở miệng khi họ ở quanh tôi. Họ rất sợ tôi. Đệ tử người Mỹ các ông không biết sợ thầy. Và tôi cũng không muốn khiến các ông sợ tôi. Nên bây giờ là tốt, ok. Kinh văn. A Nan nhược nhân minh hữu, ưng bất kiến ám. Như nhân ám hữu, ưng bất kiến minh. Như thị nại chí, nhân không nhân tắc, đồng ư minh ám. A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng và tối. Giảng. A Nan, ông nên biết rằng Như Lai đã giải thích giáo lý giống nhau này nhiều lần rồi. Nay Như Lai sẽ giảng giải một lần nữa cho ông. A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có, nếu ông nói rằng tánh thế hiện hữu do nơi sáng, thì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Khi tối, lẽ ra ông không thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có, thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Nếu ông nói, à, chẳng phải tánh thế là do gì có sáng, mà do gì tối. Tánh thế có là do tối. Thế thì, khi sáng, tánh thế của ông phải biến mất. Sao vậy? Ông nương nhờ tối mới thấy được. Nay cái tối ấy đã biến mất, nên tánh thế của ông cũng biến mất luôn. Lý lẽ tương tự cũng được áp dụng cho các trường hợp khác. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng và tối. Nếu nhờ vào hư không mà có tánh thế, thì nơi nào có ngăn bích thì tánh thế phải biến mất. Nếu nhờ vào ngăn bích mà có tánh thế, thì nơi nào có hư không thì tánh thế phải biến mất. Nhưng đó không phải là cách đối với quý vị. Khi sáng quý vị thấy được, khi tối quý vị vẫn thấy được. Nơi hư không quý vị thấy được, nơi ngăn bích quý vị cũng thấy được. Tại sao ông có ý kiến rằng tánh thế nương vào nhân duyên là đúng? Kinh văn. Phục thứ A Nan, thử kiến hữu phục, duyên minh hữu kiến, duyên ám hữu kiến, duyên không hữu kiến, duyên tắc hữu kiến. Lại nữa A Nan, cái thế này là duyên nơi sáng mà có thế, hay duyên nơi tối mà có thế? Duyên nơi hư không mà có thế, hay duyên nơi ngăn bích mà có thế? Giảng. Trước đây Như Lai đã nói về nhân, nay Như Lai sẽ hỏi ông về duyên. Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn một chút cho ông. Quý vị có thấy Như Lai từ bi như thế nào không? Ngài thấy A Nan vẫn đứng trơ hai con mắt ra nhìn, A Nan vẫn chưa hiểu. Thế nên Như Lai giảng giải thêm một lần nữa. Lại nữa A Nan, cái thế này là duyên nơi sáng mà có thế, hay duyên nơi tối mà có thế? Cái thế nương theo sáng hay nương theo tối? Duyên nơi hư không mà có thế, hay duyên nơi ngăn bích mà có thế? Có phải do nơi nhân duyên của hư không mà có tánh thế, hay do nơi nhân duyên của ngăn bích mà có tánh thế? Kinh văn. A Nan,
nhược duyên không hữu, ưng bất kiến tắc. Nhược duyên tắc hữu, ưng bất kiến không. Như thị nại chí, duyên minh duyên ám, đồng ư không tắc. A nan, nếu duyên nơi hư không mà có, lẽ ra không thấy chỗ bích lấp. Nếu duyên nơi bích lấp mà có, lẽ ra không thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp. Giảng: A nan, nếu duyên nơi hư không mà có, nếu nhờ vào hư không mà có tánh thế, thì lẽ ra không thấy chỗ bích lấp. Đạo lý ở đây cũng giống như đã giảng giải trên kia, nhưng vì lòng từ bi của Như Lai mà Ngài giải thích rất chi tiết, không ngại phiền hà. Nếu duyên nơi bích lấp mà có, nếu nhờ vào bích lấp mà có tánh thế, lẽ ra không thấy hư không. Như thế, cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp. Lý luận về tánh thế hiện hữu do duyên nơi sáng hoặc duyên nơi tối đều giống như lý luận về tánh thế hiện hữu do duyên nơi hư không hoặc duyên nơi bích lấp. Kinh văn: Đương tri như thị tinh giác, diệu minh phi nhân phi duyên, diệt phi tự nhiên. Phải biết tánh thế sáng suốt nhiệm màu này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải không tự nhiên. Giảng: Nay một lần nữa Đức Phật lại khuấy động A Nan từ trong mê muội của ông. Phải biết, đừng tiếp tục mê muội nữa. Tánh thế sáng suốt nhiệm màu này, tánh thế chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Nó chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, và nó chẳng phải tự nhiên. Này ông hiểu không? Kinh văn: Phi bất tự nhiên, vô phi bất phi, vô thị phi thị. Chẳng phải không tự nhiên, không có cái chẳng phải, phi. Và chẳng chẳng phải, bất phi. Không có cái phải, thị. Và chẳng phải, phi thị. Giảng: Đó là cái siêu việt mọi đối đãi, mọi so sánh, mọi thiên chấp. Chẳng phải không tự nhiên. Bây giờ không thể nói chắc chắn rằng tánh thế sinh khởi tự nhiên. Hai lần phủ định có nghĩa là ngay cả không tự nhiên cũng chẳng có luôn. Không có cái chẳng phải, phi. Và chẳng chẳng phải, bất phi. Chẳng có sự phủ định và cũng chẳng có cái không phủ định. Không có cái chẳng phải và không có cả cái chẳng chẳng phải. Không có cái phải, thị, và chẳng phải, phi thị. Chẳng có gì là đúng hoặc sai. Quý vị không nên dùng vọng tâm để đo lường phân biệt. Một khi quý vị nghĩ về phải, thị và chẳng phải, phi thị, là quý vị đã bỏ mất đạo lý về tánh thế. Thế đó là cái gì? Kinh văn: Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Giảng: Nếu quý vị xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, thì đó chính là pháp chân thật. Đừng dụng công tu tập trên tính hư vọng của các pháp. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nếu quý vị có thể xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, thì đó chính là tánh thế chân thật của quý vị. Đó chính là pháp vi diệu chân thật. Những tướng hư vọng ấy là gì? Nó là những tướng biểu hiện của vọng tưởng. Xa lìa mọi vọng tưởng, tức đó là diệu pháp chân như. Nếu quý vị không tự mình xa lìa hết thảy mọi thứ vọng tưởng, thì không thể nào thể nhập được cùng diệu pháp chân như. Kinh văn: Nhữ kim dân hà, ư trung thú tâm. Dĩ chư thế gian, hí luận danh tướng, nhi đắc phân biệt. Như dĩ thủ trưởng, toát ma hư không, chỉ ít tự lao. Hư không dân hà, tùy nhữ chấp tróc.
Này ông sao ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, nhận các danh tướng hí luận thế gian mà vọng khởi phân biệt, như lấy tay chụp bắt hư không, chỉ thêm tự nhọc. Hư không làm sao để ông bắt được? Giảng. Thế Tôn tiếp tục nói với A Nan: Nay ông sao còn ở trong ấy, nhận lầm các danh tướng hí luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? Tại sao ông vẫn ở trong vọng tưởng và dùng tức tâm phân biệt? Sao ông vẫn cứ nương vào vọng tưởng mà dụng công tu tập? Lý thuyết thế gian về tự nhiên, nhân duyên đều là ngụy biện, là nhạy bén và hí luận về những điều không thực tế. Ông dùng thuật ngữ và đặc điểm hí luận là để phân biệt với diệu pháp của Như Lai, là để phân biệt với đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm. Sao ông làm như vậy? Như lấy tay chụp bắt hư không, dùng tâm vọng tưởng, dùng tức tâm phân biệt để đo lường đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm thì cũng giống như dùng tay nắm bắt hư không. Làm sao nắm giữ hư không được? Ông hãy hỏi đứa trẻ con thử xem con nắm bắt được hư không chăng? Ngay đứa trẻ cũng nói là không thể nào nắm bắt hư không được. Những điều ông đang làm hiện nay là nắm bắt hư không. Cũng như trước đây, thiền sư Đặng Ẩn Phong có nói: Trước tiên hãy bắt cho được hư không, rồi mới bắt được Đặng Ẩn Phong này. Sư nói như vậy với một con ma muốn bắt sư. Trước khi để cho ma bắt, sư đấu lý với nó. Sư bảo: Đợi ta một chút được chăng? Ta có chút việc nhỏ chưa làm xong. Khi nào xong việc, ta sẽ theo ngươi đi gặp Diêm Vương. Đặng Ẩn Phong là ai? Là một thiền sư có định lực rất cao. Khi sư đang ở trong định, thì quỷ thần không thể thấy được sư. Nhưng sư có thể thấy được quỷ thần khi sư xuất định. Lúc ấy, quỷ vô thường đến thăm sư. Quỷ vô thường là gì? Khi quý vị sắp đến giờ lâm chung, quỷ vô thường là bạn đồng hành đến để đưa quý vị đi gặp Diêm Vương. Ngài bạn đồng hành ấy đến bắt Đặng Ẩn Phong và nói rằng: Mạng sống của ông hết rồi, hãy đi gặp Diêm Vương với tôi. Rồi nó còng tay bằng xích sắt Đặng Ẩn Phong lại. Đặng Ẩn Phong nói với quỷ: Nè ông bạn, đừng có vô lễ như vậy. Ta vẫn còn một việc chưa làm xong. Khi nào xong rồi, ta sẽ đi với ngươi. Quỷ vô thường suy nghĩ: Ngươi cố cưỡng lại lệnh Diêm Vương. Được rồi, lịch sự với nhà ngươi một chút cũng chẳng sao. Nên quỷ nói: Ông có việc gì chưa xong nào? Đặng Ẩn Phong liền xếp chân ngồi thiền theo thế kiết già. Ngay đó sư liền nhập vào đại định. Định mà sư nhập vào là vô tướng tam muội. Trước khi vào định, sư nói: Hãy đi mà bắt hư không, rồi mới đem Đặng Ẩn Phong này theo được. Sư nói với quỷ vô thường tiếp: Nếu người bắt được hư không, thì hãy trở lại đây, đưa ta đi gặp Diêm Vương. Một khi sư đã nhập định rồi, thì quỷ vô thường không còn cách nào bắt sư được nữa. Nên quý vị phải biết rằng, định lực cực kỳ quan trọng. Định lực có nghĩa là không bị vật xoay chuyển. Trong kinh văn trước đã có nói: Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Tu tập đạt được định lực cũng như vậy. Tôi sẽ giải thích đạo lý này cho quý vị biết, đó là điều chân thật chứ không phải là chuyện đùa. Nếu là người có định lực, thì khi thấy phụ nữ, bất luận cô ta đẹp đến cỡ nào, thì anh ta vẫn kiềm chế được tâm mình. Anh ta không móng khởi dục vọng, đó là định lực. Nếu khi vừa thấy phụ nữ mà quý vị trở nên loạn choạng chao đảo và thấy như có bàn tay chặn ngang họng, thì đó là không có định lực. Quý vị có thể đảo ngược chủ ngữ trong câu văn, có nghĩa là tương tự như khi phụ nữ gặp đàn ông. Quý vị phải giữ trạng thái như như bất động. Và nếu quý vị có thể giữ mình không bị xoay chuyển bởi dục vọng, thì quý vị có được định lực. Đó mới chỉ là bước đầu tiên. Bước đầu tiên là đạt được năng lực không bị xoay chuyển bởi dục vọng. Thế nên thấy đồng nghĩa với không thấy. Quý vị đối đầu với hoàn cảnh
mà không móng tâm, quý vị nếm mùi chịu đựng mà vẫn không động tâm, đó là định lực. Quý vị có thể đo lường định lực của mình đến đâu? Chẳng hạn, nếu quý vị giữ được tâm bất động, không khởi ham muốn dục vọng nam nữ trong tâm, thế là quý vị đã có chút ít định lực. Xa hơn, nếu quý vị có thể giữ không sinh khởi chút rắc rối nào khi đi với bạn gái mình, thì đó là công phu chân chính. Nhưng công phu này không thể dễ đạt được. Nếu quý vị đạt được định lực ấy, có nghĩa là quý vị có khả năng tu tập và đạt được thân kim cương bất hoại. Nếu quý vị thiếu định lực ấy thì phải làm gì? Là đừng bao giờ thỏa mãn với hoàn cảnh hạn hẹp này, rồi nói: tôi chẳng cần định lực ấy nhiều như thế đâu, tôi chẳng cần tu, tôi chịu thua thôi. Thật là uổng công, quý vị chỉ chuốc lấy sự thất bại thôi. Quý vị càng có ít định lực thì càng phải tu tập nhiều. Chẳng hạn, tôi ngồi thiền là thấy đau nhất, càng đau tôi càng muốn ngồi thiền, tôi phải tự nỗ lực làm những việc khó làm, đó cũng là định lực. Chỉ thêm tự nhọc, Đức Phật bảo A Nan rằng dùng tâm thức để phát minh những hí luận về tánh thế, cũng như cố gắng nắm bắt hư không. Những gì ông làm đều là lao nhọc vô ích, ông tự làm mình mòn mỏi và cạn kiệt sinh lực, ông tự phí sức mình. Rốt ráo, nếu ông tiếp tục sờ soạn hư không bằng tay mình, tay ông có tránh khỏi bị mỏi không? Cuối cùng, tay ông sẽ nhức mỏi và sẽ bắt đầu chuyển từ tình trạng đau nhức sang kiệt sức. Ông vật lộn chụp bắt hư không, nhưng không thể nào nắm bắt được hư không. Ông chụp bắt mà không có được gì cả. Ông lại chụp bắt và lại không có được gì cả. Cũng giống như không có việc gì để làm và đi tìm xem có việc gì để làm. Và đó là cách A Nan đang làm. A Nan không có việc gì để làm cả. Có lẽ đó là trường hợp của một vị tăng ăn no rồi không biết làm việc gì nên bắt đầu chụp bắt lấy hư không. Hư không làm sao để ông bắt được? Làm sao mà hư không lại để cho ông nắm bắt được? Hư không cơ bản vốn là hư không, làm sao ông bắt được nó? Nếu nó có cái gì đó để ông nắm bắt được thì nó không phải là hư không. Nó phải là vật thì ông mới có thể bắt được nó. Chẳng hạn cái tách này, vì nó là cái tách nên tôi có thể cầm lấy nó. Nếu cái tách không có ở kia thì không thể nào cầm nắm rồi đưa tách lên xuống và sẽ không có chuyện gì hết cả. Thế nên Đức Phật ví A Nan, người chuyên công phu tu tập bằng thức tâm phân biệt, với những người chụp bắt hư không. Đạo lý này giống nhau. Quý vị chỉ tăng thêm nhọc mệt, chẳng có chút lợi lạc chút nào cho bản tâm cả. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, tất diệu giác tánh, phi nhân phi duyên. Thế Tôn Vân Hà, thường giữ tỳ kheo, tuyên thuyết kiến tánh, cự tứ chủng duyên. Sở dĩ nhân, không nhân, minh nhân, tâm nhân, nhược thị nghĩa dân hà. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh giác nhiệm màu này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, tại sao Thế Tôn thường chỉ dạy các tỷ khu tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên? Nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm và nhân nơi mắt, nghĩa ấy như thế nào? Giảng: Quý vị nói A Nan đã xúc phạm nhiều ít. A Nan đã bất kính với đạo sư của mình. A Nan thô tháo muốn tranh luận công khai với Đức Phật, giống như đấu một ván cờ không hơn không kém. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh giác nhiệm màu này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, tại sao Thế Tôn thường chỉ dạy các tỷ khu tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên? A Nan vay mượn giáo lý của Đức Phật: Chính Như Lai đã dạy điều này, chứ không phải con tự nói. Như Lai đã nói về tánh thấy như vậy. Hãy lắng nghe A Nan nói. A Nan đang phản bác lại Đức Phật. A Nan luồn lách bên này rồi bên kia nhiều lần và chưa nói được điều gì đúng cả. Lúc ấy có lẽ A Nan lơ là không nghe giảng,
tôi sẽ nghe được Đức Phật giảng. Thế nên A Nan nói: Bạch Thế Tôn, Ngài thường nói rằng tánh thấy phải có đầy đủ bốn duyên. Sau này Thế Tôn lại nói tánh thấy chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Chắc có lẽ mật của A Nan phải lớn bằng cả bầu trời mới dám tranh luận với Đức Phật như vậy. Bốn duyên ấy là gì? Nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm và nhân nơi mắt. Nghĩa ấy như thế nào? Thế Tôn giải thích nghĩa này như thế nào? Trước đây Thế Tôn giảng giải tánh thấy căn cứ vào bốn duyên này. Nay Thế Tôn nói ngược lại. Sao Thế Tôn làm như vậy? Phải chăng là Phật thì có thể nói những điều không cần phải cân nhắc trước? Đức Phật thì không bao giờ nói dối. Sao trước đây Thế Tôn nói như thế mà nay lại nói khác? Quý vị có thể thấy được rằng pháp hội gồm những đệ tử như A Nan thật là nan giải. Thật may mắn Đức Phật là Phật. Nếu tôi ở trong pháp hội đó, tôi cũng chẳng có cách nào để luận giải cho A Nan. Kinh văn: Phật ngôn A Nan ngã thuyết thế gian, chư nhân duyên tướng phi đệ nhất nghĩa. Đức Phật bảo A Nan: Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Giảng: Khả năng tranh luận của A Nan thật giỏi, đến nỗi A Nan có thể thuyết phục được Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan: Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Đó không phải là giáo lý nền tảng. Những gì Như Lai nói lúc ấy là pháp quyền và phương tiện. Ông không nên nghĩ rằng những điều Như Lai nói khi ấy là giáo pháp chân thật. Lúc ấy như thể Như Lai dỗ trẻ con bằng cách nói rằng: Các con nên ngoan ngoãn, đừng nên bướng bỉnh. Khi lớn lên các con sẽ là một quan chức, các con sẽ làm được nhiều việc quan trọng. Đó là pháp quyền, pháp môn phương tiện. Nghe qua như thể chẳng phải Đức Phật bị A Nan phản bác, phải không? Trong Kinh Duy Ma Cực, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi cư sĩ Duy Ma Cực: Thế nào là đệ nhất nghĩa? Quý vị biết cư sĩ Duy Ma Cực trả lời như thế nào không? Quý vị thử đoán xem, nếu có ai biết được thì người ấy là Duy Ma Cực tái thế. Có ai trong quý vị biết đệ nhất nghĩa là gì không? Bất kỳ ai đã đọc kinh Duy Ma Cực đều biết. Nhưng nếu tôi nói quý vị phải đừng nên đi quanh làm dáng ra vẻ ta đây hiểu biết đối với mọi người, bắt chước phong cách của cư sĩ Duy Ma Cực, vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới như ngài, đừng như những người phạm sai lầm khi làm ra vẻ như mình biết những điều thực sự chưa biết. Duy Ma Cực nhắm mắt và nhậm miệng im lặng. Ngài không nói một lời. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Ồ, ngài đã hiểu cách ngài trả lời như vậy. Nhưng quý vị không nên làm như thế khi đi đâu và có ai hỏi về đệ nhất nghĩa. Điều ấy không thể chấp nhận được. Rất tốt khi hiểu được, nhận ra được nghĩa lý ấy. Nhưng quý vị không nên đi quanh làm ra vẻ ngây ngô như thể mình cũng giống như Duy Ma Cực. Điều ấy không được phép. Cũng như khi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, bộ kinh có rất nhiều nghĩa lý. Có người đã thành khẩu đầu thiền khi đọc xong những pháp lý này. Nếu quý vị là người chân thật, hiểu được đạo lý thì rất tốt. Nhưng chẳng tốt chút nào khi quý vị chỉ ham thích khẩu đầu thiền. Tôi nhắc lại vì điều này rất quan trọng. Thế nào là sự đùa cợt trong thiền? Có người đưa một ngón tay hoặc nắm tay lên, hoặc có những hành động tương tự như vậy. Điều ấy quý vị dứt khoát không nên làm. Sao vậy? Vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới ấy. Quý vị chưa chứng ngộ nên quý vị không làm những việc như thế được. Người làm được những cử chỉ này là người đã chứng ngộ. Người đã chứng ngộ rồi, họ thông suốt mọi sự. Gần đây tôi có gặp một số người rất mê mờ đến nỗi họ hành sự như người say rượu mà tưởng rằng mình đã chứng ngộ. Thế nên tôi bảo anh ta hãy giải thích về thức chủng lập đề và lục chủng thành tựu. Anh ta không thể nói được dù chỉ một điều. Thế quý vị nghĩ xem anh ta chứng ngộ cái gì? Nếu anh ta là người chứng ngộ, cho dù anh ta không trả lời được câu hỏi thì ít ra cũng giải thích được nghĩa lý. Sao vậy? Vì tất cả nghĩa lý đều lưu xuất từ tâm. Nếu anh ta là người chứng ngộ thì tâm anh ta hoàn toàn sáng suốt.
và anh ta sẽ thông đạt mọi đạo lý. Thế nên, dù anh ta không hiểu được chi tiết, thì cũng có thể giải thích về nguyên lý được. Sự chứng ngộ có nghĩa là như vậy. Thế nên quý vị đừng ngâm trà trong nước rồi uống phần cặn bã. Có người đăng báo quảng cáo rằng mình đã chứng ngộ, điều ấy hoàn toàn không biết xấu hổ, hoàn toàn không có chút liêm sỉ. Đó không phải là người Phật tử, họ thật là vô dụng. Kinh văn: A Nan Ngô Phục vấn nhữ, chư thế gian nhân thuyết ngã năng kiến, dân hà danh kiến dân hà bất kiến. A Nan ngôn thể nhân nhân ư nhật nguyệt đăng quang, kiến chủng chủng tướng danh chi di kiến, nhược phục vô thử tam chủng quang minh tắc bất năng kiến. A Nan, nay Như Lai lại hỏi ông, người trong thế gian thường nói tôi thấy được, thế nào gọi là thấy, thế nào là không thấy? A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy được mọi vật, nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy được. Giảng: Đức Phật thấy rằng A Nan là chú em họ thân yêu của mình, nên Ngài luôn luôn ân cần với A Nan. Thế nên, một lần nữa Ngài bảo: A Nan, nay Như Lai lại hỏi ông. Chú em, nay Như Lai hỏi, người trong thế gian thường nói tôi thấy được, mọi người đều nói họ thấy được. Kinh văn không ghi Đức Phật nói rằng Ngài thấy được, đó là mọi người tự nói là chính mình thấy. Thế nào gọi là thấy? Cái gì là thấy? Thế nào là không thấy? Hãy nói cho Như Lai nghe ý nghĩa của nó. Bây giờ A Nan nghe Đức Phật đã bị mình thuyết phục, thấy mình là kẻ chiến thắng, thế nên anh ta không dừng lại để suy nghĩ mà nói ngay. A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy được mọi vật, nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy được. Kinh văn: A Nan, nhược vô minh thời danh bất kiến giả, ân bất kiến ám, nhược tức kiến ám thử đảng vô minh, dân hà vô kiến. A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu thật thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? Giảng: Bất luận khi nào A Nan nói điều gì, A Nan cũng tự mâu thuẫn với chính mình. Như điều đang nói ở trên, A Nan đã đi ngược lại với lập luận của chính mình. Như A Nan nói, nếu không có ba thứ ánh sáng này thì chẳng có cái thấy. Đức Phật không thừa nhận luận điểm chính của A Nan. Ông nói không có cái thấy, nay Như Lai sẽ hỏi ông. A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Không phải ông đã nói khi không có ánh sáng phát ra của ba thứ mặt trời, mặt trăng và đèn thì không thể thấy được đó sao? Thật ra giáo lý này đã được giải thích rồi. Nhưng e rằng với tài học rộng nghe nhiều của A Nan sẽ nhớ không được lâu, thế nên Đức Phật giảng lại cho A Nan nghe một lần nữa. Nếu ông nói không thấy được khi không có ánh sáng, thì lẽ ra ông cũng không thấy được tối. Khi giảng phần kinh văn trước, Như Lai đã hỏi A Nan rằng người mù thấy gì, và A Nan đã trả lời rằng người mù thấy tối đen. Đây cũng vậy, thấy tối đen cũng gọi là thấy. Nếu thật thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? Ông không thể phản bác lý lẽ này, vì nó đã được xác minh rằng chính ông cũng thấy tối đen. Đó đơn giản chỉ là do không có ánh sáng, nên ông không thể nói rằng không có cái thấy, hoàn toàn đúng khi nói rằng không có ánh sáng, chứ không thể nói rằng không có tánh thấy. A Nan lại rơi vào nỗi khó khăn khác. Kinh văn: A Nan, nhược tại ám thời bất kiến minh cố, danh di bất kiến, kim tại minh thời bất kiến ám tướng hoàng danh bất kiến, như thị nhị tướng câu danh bất kiến. A Nan, nếu khi tối không thấy sáng mà gọi là không thấy được, vậy đang lúc sáng không thấy có tối, lẽ ra đều phải gọi là không thấy. Giảng: A Nan, nếu khi tối không thấy sáng mà gọi là không thấy được,
Ở trong chỗ tối, ông không thấy được ánh sáng, và ông cho rằng không thấy được gì cả. Vậy đang lúc sáng, nay ông đang trong lúc sáng, khi có đèn, mặt trời, mặt trăng, và ông không thấy có tối. Lẽ ra đều phải gọi là không thấy. Khi có ánh sáng, bóng tối biến mất, ông không còn thấy tối nữa. Do lý lẽ của ông, lẽ ra trong cả hai trường hợp đều không có cái thấy. Cả hai trường hợp đều đã lý giải xong, sáng và tối, cả hai đều không có cái thấy hay sao? Nói nhanh, có phải ý ông như vậy không? Kinh văn: Nhược phục nhị tướng, tự tướng lăng đoạt, phi nhữ kiến tánh ư trung tạm vô, như thị tắc tri, nhị câu danh kiến, dân hà bất kiến. Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, thì tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không? Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp đều gọi là thấy, sao gọi là không thấy? Giảng: Quý vị thấy Đức Phật là bậc rất giỏi trong tranh luận, và nay quý vị có lẽ cũng sẽ chiến thắng trong các cuộc tranh luận, bất luận quý vị tranh luận với ai. Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, hai tướng là sáng và tối tranh đoạt lẫn nhau, sáng tuyên bố rằng nó là cái thấy, rồi tối tranh giành nó mới chính là cái thấy. A Nan, ông nói cả hai đều chẳng phải là cái thấy. Cái gì mới thực sự là tánh thấy? Tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không? Sự tương tục của sáng và tối không ảnh hưởng đến khả năng thấy của tánh thấy. Đó chắc chắn là tánh thấy của quý vị, không tăng cũng không giảm, không sinh không diệt, cũng chẳng phải tánh thấy quý vị tạm thời biến mất. Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp đều gọi là thấy. Quý vị thấy sáng và quý vị thấy tối, không thể nói rằng mỗi một cái nào là không có tánh thấy, sao gọi là không thấy? Vì có tánh thấy trong cả hai trường hợp, sao ông nói là không có cái thấy? Nói nhanh. Đức Phật hỏi ở mức độ thâm sâu hơn, nói nhanh. Kinh văn: Thị cố A Nan nhữ kim đương tri, kiến minh chi thời kiến phi thị minh, kiến ám chi thời kiến phi thị ám, kiến không chi thời kiến phi thị không, kiến tắc chi thời kiến phi thị tắc. Thế nên A Nan, nay ông phải biết, khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bích thì cái thấy không phải là ngăn bích. Giảng: Thế nên A Nan, do nghĩa lý vừa được giải thích, nay ông phải biết, khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi ông nhìn thấy sáng thì cái thấy của ông chắc chắn không phải là sáng. Tánh thấy của ông chắc chắn không phải là sáng, chắc chắn tánh thấy của ông không nhờ ánh sáng mà có được, tánh thấy của ông hoàn toàn không bị cảnh ấy xoay chuyển. Khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy tối đen thì cái thấy của quý vị chắc chắn không phải là cái tối. Cái thấy của quý vị vẫn không thay đổi. Nó cũng giống như cái thấy khi thấy được sáng, cái thấy là đồng nhất, chẳng có gì khác biệt. Khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư không, khi quý vị thấy hư không thì cái thấy của quý vị chắc chắn không bị xoay chuyển bởi hư không, cái thấy ấy không chạy theo hư không. Khi thấy ngăn bích thì cái thấy không phải là ngăn bích, khi quý vị thấy nơi bị ngăn bích thì chắc chắn cái thấy của quý vị không phải theo đó mà trở nên ngăn bích. Tánh thấy không thể nào bị biến chuyển theo hoàn cảnh bên ngoài, tánh thấy không hề bị lay động bởi ngoại cảnh. Đó chính là tánh thấy thường trụ bất sinh bất diệt của quý vị. Kinh văn: Tứ nghĩa thành tựu nhữ phục ân tri, kiến kiến chi thời kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến kiến bất năng cập, dân hà phục thuyết nhân duyên tự nhiên cập hòa hợp tướng. Bốn nghĩa đã thành tựu. Ông lại nên biết, khi ông thấy biết được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy. Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy, và cái thấy còn không thể bắt gặp tánh thấy được. Làm sao ông còn nói nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp?
giảng. Bốn nghĩa đã thành tựu, đó là bốn nghĩa đã giảng từ trước, tức là bốn nhân duyên để thành tựu tánh thấy. Bây giờ ông mới nhận ra rằng tánh thấy không tùy thuộc vào bốn phương diện sáng, tối, hư không, ngăn bích. Ông lại nên biết, khi ông thấy biết được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy. Ở đây chữ kiến thứ nhất là tánh thấy chân thật, chân kiến là tính giác chân chính của chúng ta. Chữ kiến thứ nhì là tánh thấy, kiến tinh. Dù nó cũng được gọi là tánh thấy, nhưng vẫn còn là cái thấy có chút hư vọng, vọng kiến. Chữ kiến thứ nhất là tánh thấy thanh tịnh, đó là tánh thấy chân chính. Chữ kiến thứ nhì còn vướng một chút hư vọng, thế nên khi tánh thấy chân thật thấy được cái thấy hư vọng, thì tánh thấy không còn là tánh thấy nữa. Tánh thấy chân thật của quý vị cũng phải tách rời hết thảy mọi thể tánh. Tánh thấy phải không dính một thể tánh nào cả, không có một thể tánh nào hết. Thế nên nói, tánh thấy không phải là cái thấy, không có cái thấy nào để nhằm đạt đến cả. Vì xưa nay không vốn có gì cả, nên quý vị không thể gán cho tánh thấy cái tên nào cả. Đây chính là chỗ xa lìa tướng nói năng, dứt hẳn tướng ngôn ngữ, nên nói khẩu dục ngôn nhi từ tán, tâm dục duyên nhi lự dông. Miệng muốn nói nhưng ngôn từ mất hẳn, tâm muốn phan duyên nhưng vọng niệm hết sạch rồi, tâm muốn suy lường nhưng không còn cách nào dấy khởi lên được. Đây là tình trạng xa lìa hẳn tướng nói năng. Quý vị không còn cách nào để diễn đạt bằng lời nói được cả, và xa lìa hẳn tướng ngôn ngữ văn tự, nó không còn được diễn đạt bằng bất kỳ hình thức văn tự nào. Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành sử duyệt, lối diễn đạt bằng ngôn ngữ bị dứt sạch, tâm không khỏi vọng niệm nữa. Đây có nghĩa là lúc tâm phan duyên không còn nữa. Đến cảnh giới này được gọi là tánh thấy không phải là cái thấy. Đạo lý này không phải dễ hiểu. Tuy vậy, nếu quý vị quen học Phật Pháp rồi, thì điều này lại rất dễ hiểu. Vì vốn xưa nay không một vật, sao ông lại nói rằng tánh thấy là do nhân duyên, hoặc là do tự nhiên? Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy, và cái thấy còn không thể bắt gặp tánh thấy được. Vì tánh thấy của quý vị khác xa hẳn cái thấy, cái thấy không thể bắt kịp tánh thấy ấy được. Vốn không một vật, thế thì ông thấy cái gì? Cái thấy còn không thể bắt gặp, có nghĩa là cái thấy hư vọng, vọng kiến, không thể thấy được tánh thấy chân thật, chân kiến. Cái gì mà cái thấy của quý vị không thể trông thấy được, đó là tánh thấy chân thật, chân kiến của quý vị. Làm sao ông còn nói nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp? Tại sao ông vẫn còn muốn nói tánh thấy chân thật, tuyệt đối, trực giác chân chính của ông là nhân duyên mà tôi đã nói trước đây? Sao ông lại đưa điều đó ra như một ví dụ? Và tại sao ông lại so sánh giáo lý này với thuyết tự nhiên của ngoại đạo? Và tại sao ông lại đưa tướng hòa hợp ra bằng cách cho rằng ai cũng pha trộn với nhau trong một thể hòa hợp? Tướng hòa hợp cũng giống như khi thao một loại bánh bao của người Trung Hoa bị tan rã ra khi đun sôi, quý vị không nên nhầm lẫn. Đức Phật bảo A Nan rằng, khi Ngài nói về pháp nhân duyên là để dành cho hàng sơ phát tâm học Phật, cho hàng tiểu thừa, có nghĩa là pháp môn quyền thừa cho hàng thanh văn và duyên giác, và cũng là cho hàng ngoại đạo để bác bỏ thuyết tự nhiên. Nay Như Lai giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để chỉ bài Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, ý nghĩa thâm mật di diệu này không thể đem so sánh với nhân duyên. Sao ông vẫn còn đem nhân duyên ra so sánh với đệ nhất nghĩa? Sao ông vẫn còn đem nhân duyên ra so sánh với Đại Định Thủ Lăng Nghiêm? Cũng như nhầm lẫn đồng thao với vàng, ông quá chấp trước, ông không nên suy nghĩ như vậy nữa. Kinh văn: Nhữ đẳng thinh văn hiệp liệt vô thức, bất năng thông đạt thanh tịnh thật tướng. Ngô kim hối nhữ đương thiện tư duy,
vô đắc bì đại diệu bồ đề lộ. Các ông là hàng thanh văn hẹp hòi, không hiểu biết, không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Nay Như Lai bảo ông phải biết chiêm nghiệm, không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Các ông là hàng thanh văn, các ông là hàng nhị thừa, hiểu biết hẹp hòi, tâm của các ông cạn cợt và nhỏ nhoi. Trí thức của các ông rất thấp kém, các ông hoàn toàn vô trí. Hàng thanh văn các ông chỉ biết lợi mình mà không biết làm lợi lạc cho người khác. Các ông chỉ biết đến mình mà không đối hoài khổ đau của các loài chúng sinh khác. Các ông là hàng ngã không A-la-hán. Vô minh là không có trí huệ chân chính. Tri thức nói ở đây tuy vậy không phải là tri kiến của hàng phàm phu, mà là trí huệ chân chính của Phật Pháp Đại Thừa. Các ông không có trí huệ chân chính của Phật Pháp Đại Thừa, điều này cũng liên quan đến đệ nhất nghĩa của Đại Định, Di Diệu Thủ Lăng Nghiêm. Hàng thanh văn các ông không thể nào hiểu biết được điều này, và không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Thông đạt có nghĩa là nhận thức được. Nay tâm các ông chấp trước nặng nề, tâm phân biệt các ông tạo ra quá lớn, nên các ông cần phải nhận biết những tinh túy của giáo lý Đại Thừa. Là Phật Pháp Đại Thừa, tức thật tướng thanh tịnh. Thật tướng là gì? Thật tướng tức vô tướng. Đây là giải thích thứ nhất, mà không vật nào là không có thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng, đó là ý nghĩa thật tướng tức vô tướng. Và không vật nào là không có thật tướng. Nghĩa thứ ba là vô tướng mà không có vật nào chẳng phải là thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng. Thế nên thật tướng là bản thể của các pháp. Thế quý vị có muốn tìm thấy thật tướng vì nó là bản thể của các pháp chăng? Rốt ráo nó giống như cái gì? Quý vị không nhìn thấy nó được, như thể nó được gán cho cái tên thật tướng thế thôi. Như Lão Tử nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nếu có thể nói về đạo của mình, nếu quý vị có thể giải thích được đạo ấy, thì đó không còn là đạo thường hằng nữa. Danh khả danh, phi thường danh. Nếu quý vị có một cái tên để gọi ra, thì đó không còn là cái tên bất diệt nữa. Rồi ông nói thêm: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Triết học của Lão Tử là như vậy. Những gì tôi trình bày hôm nay là giúp cho quý vị dễ hiểu giáo lý mình đang học hơn. Thật tướng tức là chân không và cũng tức là diệu hữu. Quý vị cho rằng chân không là hư không chăng? Không phải. Vì trong chân không xuất sinh diệu hữu. Diệu hữu chắc chắn không phải là sự hiện hữu. Thông thường, chân không chẳng phải là hư không. Và diệu hữu không phải lúc nào cũng hiện hữu, vì nó không thực có, nên được gọi là diệu hữu. Thật tướng cũng có đạo lý y như vậy. Nếu quý vị thông đạt được nghĩa này, thông suốt được việc nhỏ thì thông suốt được hết mọi việc. Thế tự tánh của quý vị giống như cái gì? Tự tánh giống như hư không. Quý vị nói xem, trong hư không có vật gì chăng? Có rất nhiều thứ trong hư không, nhưng quý vị không thấy được. Sự hiện hữu trong hư không gọi là diệu hữu. Tướng không trong hư không chính là chân không. Vì chân không chẳng phải không, nên được gọi là diệu hữu. Vì diệu hữu mà không hiện hữu, nên gọi là chân không. Hai tên vốn chỉ là một. Tuy nhiên, khi quý vị quán chiếu thâm sâu, thì sẽ thấy một tên cũng không có. Đặt cho nó một cái tên cũng như gắn thêm trên đầu một cái đầu nữa. Quý vị nói, đây là chân không, đây là diệu hữu, đây là thực tướng. Điều ấy càng tăng thêm chấp trước nơi quý vị. Vì bản thể chân thật của các pháp vốn không có một thứ gì cả. Khi quét sạch tất cả các pháp, tức là xa lìa được các tướng. Như văn kinh trước đã nói: Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Lìa tất cả các tướng thế gian tức là pháp. Nhưng nhiều người không thể nào tự mình xa lìa được các tướng thế gian này. Và vì họ không thể nào tự xa lìa được các tướng thế gian này,
nên họ không thể nhập được vào các pháp. Tôi có thể xa lìa được các tướng. Quý vị nói, tôi không chấp trước một thứ gì cả. Quý vị không chấp trước một thứ gì cả hay chăng? Như một lát nữa đây có trận động đất, quý vị có sợ hãi không? Tôi tin ở đây có rất ít người bối rối khi động đất đến, chỉ vì chúng ta không chịu xa lìa các tướng. Nếu chúng ta có thể xa lìa được các tướng, thì dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, quý vị cũng không hề lay động. Người đã chuyển được vực rồi thì chẳng sợ hãi khi gặp điều gì. Nếu quý vị không sợ hãi, thì chẳng có cảnh giới nào cả, làm sao mà các cảnh giới kia còn tồn tại được nữa? Sao còn có các ma chướng được nữa? Sao ma dương còn có thể đến quấy rối định lực của quý vị được nữa? Chỉ vì quý vị dao động, nên ma có dịp lẻn vào ngay. Nếu quý vị không dao động, chẳng có ma nào tìm được cách để chen vào quý vị. Chẳng có câu chú nào mà nó đọc lên để làm lay động quý vị cả. Quý vị sẽ nói, thế tại sao ma đăng già lại đọc được thần chú để mê hoặc A Nan? Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chỉ vì A Nan không có định lực. Nếu A Nan có định lực, nếu A Nan có đại định Thủ Lăng Nghiêm, thì có lẽ chẳng cần Đức Phật phải nói kinh Thủ Lăng Nghiêm hoặc thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị và tôi bây giờ có lẽ khỏi cần phải nghe hay học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên đó là nhân duyên. Nhưng nếu ai đã có định lực, bất luận cảnh giới nào sinh khởi, họ vẫn không hề lay động. Này Như Lai bảo ông, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông phải biết chiêm nghiệm. Đây không có nghĩa là loại suy nghĩ thông thường mà A Nan đã sử dụng và trình bày từ trước. Chữ thì giống nhau, nhưng nghĩa của nó từng lúc có khác. Biết chiêm nghiệm, đây có nghĩa là A Nan phải nên dùng chân tâm mà quán chiếu tường tận, chẳng phải là đem thức tâm để phân biệt. Không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Đừng làm biến và thiếu nhiệt thành, đừng hời hợt hoặc đại khái qua loa. Đừng lẫn quẩn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Ông nên diệt phục như thị, chú tâm và đặc biệt ý thức đây là con đường dẫn đến sự giác ngộ nhiệm màu. Đó là Thủ Lăng Nghiêm diệu định. Nếu ông có được Thủ Lăng Nghiêm diệu định, thì ông có thể đi trên con đường dẫn đến quả vị giác ngộ nhiệm màu, có nghĩa là quả vị Phật. Chư Phật được gọi là diệu giác, và chư Bồ Tát được gọi là đẳng giác. Bồ Tát cũng có đủ năng lực đạt đến diệu giác. Có 55 giai vị từ thanh văn, Bồ Tát thẳng đến quả vị diệu giác. 55 giai vị sẽ được giảng giải trong phần sau của kinh văn. Kinh văn: A Nan bạch Phật Ngôn Thế Tôn, như Phật Thế Tôn dị ngã đẳng bối, tuyên thuyết nhân duyên cặp giữ tự nhiên, chư hòa hợp tướng giữ bất hòa hợp, tâm du dị khai, nhi kim cánh văn kiến kiến phi kiến, trọng tăng mê muộn. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như Phật Thế Tôn vì chúng con giảng nói về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ, mà nay lại nghe thấy được cái thấy chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội. Giảng: A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như Phật Thế Tôn vì chúng con giảng nói, kính bạch Đức Phật, Ngài đã vì chúng con hàng thanh văn và vì hàng duyên giác mà giảng dạy về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, các hiện tượng mà không hòa hợp và thống nhất cùng với nhau. Trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ. Kính bạch Đức Phật, sau khi nghe giảng giải, chúng con vẫn chưa giác ngộ, chúng con vẫn không hiểu được, tâm chúng con vẫn chưa được khai ngộ, mà nay lại nghe thấy được cái thấy, chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội. A Nan lại chất vấn Đức Phật một lần nữa. A Nan nói rằng, cách diễn đạt giáo lý trên đã khiến cho mình càng thăng thêm sự tối tăm mờ mịt, khó hiểu trong tâm. A Nan, cũng như những người đã nhiều lần nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mà vẫn nói, đoạn này nói gì vậy, tôi chẳng hiểu chút nào. Tôi đã nghe giảng suốt mấy ngày nay, càng nghe càng thấy trở nên mờ mịt. Kinh văn:
phục nguyện hằng từ thí đại huệ mục, khai thị ngã đẳng giác tâm minh tịnh, tác thị ngữ dĩ, bi lệ đỉnh lễ, thừa thọ thánh chỉ. Cuối mong Thế Tôn mở rộng lòng từ, ban cho con mắt đại trí huệ, chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ, tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Nói xong, A Nan buồn khóc rồi đảnh lễ, dâng nhận thánh chỉ. Giảng: Cuối mong Thế Tôn mở rộng lòng từ, con quỳ trước Thế Tôn và mong Ngài mở rộng lòng đại từ bi, ban cho con mắt đại trí huệ, ban cho chúng con Phật nhãn, chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, cuối mong Ngài giảng giải về tâm giác ngộ với thể tánh thanh tịnh cho hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác chúng con. Nói xong, đến lúc này, A Nan thật là bối rối. Thế nên khi nói xong, quý vị biết A Nan như thế nào không? A Nan buồn khóc rồi đảnh lễ. A Nan khóc, A Nan sử dụng đến ngón nghề của trẻ con là đứng khóc trước mặt Đức Phật, và A Nan vừa khóc vừa dập đầu cúi lại giống như trẻ thơ bị lấy mất đi phần sữa nên khóc la nhìn mẹ nó đòi cho được sữa. Thỉnh cầu được nghe pháp cũng giống như đòi được uống sữa. Dâng nhận thánh chỉ, A Nan trông chờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban cho mình chút pháp nhũ để thỏa lòng cơn khát và giải trừ tâm đang bối rối. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn lân mẫn, A Nan cập chư đại chúng, tướng dục phu diễn, đại đà la ni, chư tam ma đề, diệu tu hành lộ. Khi ấy, Thế Tôn thương xót A Nan cùng đại chúng, đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con đường tu tam ma đề di diệu. Giảng: A Nan khóc lóc gian nài Đức Phật xuất định, Đức Phật ra khỏi định để giảng giải cho A Nan giáo lý tu đạo, pháp môn tam ma đề di diệu. Khi ấy Thế Tôn thương xót A Nan, khi ấy là khi A Nan sắp chết khát và mong có sữa để uống. Đó là khi sự bối rối của A Nan quá cao độ nên A Nan cố mong tìm kiếm cho được sự hóa giải. Đó là khi A Nan khóc lóc và cúi xuống đảnh lễ. Cơ bản là Đức Phật vốn có sẵn tâm đại từ bi nên khi thấy A Nan khóc lóc gian nài, Đức Phật lại phát khởi tâm đại từ bi một lần nữa. Ngài mong được giảng dạy giáo lý ngay cho A Nan, vì A Nan là người em họ thương yêu của Đức Phật. Dường như ở đây Đức Phật bày tỏ lòng thương yêu và che chở đặc biệt đối với A Nan cùng cả đại chúng. Tuy nhiên, Đức Phật làm việc ấy không phải chỉ vì A Nan, mà vì lợi lạc cho nhiều người trong đại chúng. Ngài đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con đường tu tam ma đề di diệu. Trong tiếng Phạn, chữ Đà La Ni có nghĩa là thần chú. Có loại Đà La Ni gồm nhiều chữ, như thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng. Có loại Đà La Ni gồm ít chữ, như thần chú Lực Tự Đại Minh. Có khi dùng chữ Mantra, có khi dùng chữ Đà La Ni. Khi dùng chữ Đà La Ni thì có nghĩa là tổng trì, nghĩa là tổng nhất thiết pháp trì vô lượng nghĩa. Tất cả các pháp đều bao hàm trong mantra, vô lượng diệu nghĩa đều xuất sinh từ mantra. Đây là một cách giải thích. Tôi còn có một cách giải thích khác. Tổng trì có nghĩa là giữ cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được hoàn toàn thanh tịnh, tâm vô lậu học, giới định huệ được thọ trì. Đại Đà La Ni khác với Tiểu Đà La Ni. Tiểu Đà La Ni là những câu chú nhỏ, công năng của nó không lớn lắm. Điều đang nói đây là Đại Đà La Ni. Tam Ma Đề là định. A Nan muốn tu tập pháp môn đại tổng trì Tam Ma Đề di diệu, nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp sửa giảng bài diệu pháp. Kinh văn: Cáo A Nan ngôn: Nhữ tuy cưỡng ký, đạn ích đa văn, ư sa ma tha, di mật quán chiếu, tâm du nhị nhữ, kim đế thính ngô, kim dị nhữ, phân biệt khai thị. Bèn bảo A Nan: Ông ti nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học rộng,
đối với sự quán chiếu di diệu của pháp Samatha, tâm ông còn chưa rõ. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt khai thị. Giảng: Đức Phật đưa ra vấn đề, Ngài báo trước những điều sẽ giảng cho A Nan. Bèn bảo A Nan: Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học rộng. Trí nhớ của ông rất giỏi, ông học rất rộng nhờ vận dụng trí nhớ ấy. Sự việc gì đã đi qua trước mắt ông là ông không thể nào quên được. Nhưng trí nhớ ấy chỉ giúp ông trong việc học, trong việc khai mở trí huệ thông qua cái nghe. Đối với sự quán chiếu di diệu của pháp Samatha, tâm ông còn chưa rõ. Samatha là giáo pháp quán chiếu di mật, nhưng tâm ông vẫn chưa được hiểu. Ông vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt khai thị. Nay ông phải đặc biệt chú ý lắng nghe khi Như Lai vì ông giảng nói từng điểm, từng phần một. A Nan, đừng khóc nữa, hãy yên tâm, Như Lai sẽ dạy cho ông, Như Lai sẽ giảng dạy cho ông ngay, đừng buồn. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email Tạng Thư Phật Học @gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.